về bên kia thế giới ngoài chấm vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm nơi đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay em lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm nơi đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay em lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Em là chim bóng ca. Ngày hôm nay thì em tiếp tục gửi tới các bác một bộ loa Bookcell đến từ thương hiệu Monitor Audio của Anh Quốc. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà Thanh Trang Audio cũng có cái cơ duyên trải nghiệm từ rất là lâu. Và thậm chí những cái sản phẩm Monitor Audio này vẫn đang hiện diện tại shop với cái bộ loa cây mà Thanh Trang Audio hàng ngày vẫn test và gửi tới chất âm qua của cho các bác qua những cái video mà test đầu giải mã. Đây là dòng sản phẩm Monitor Silver 7G và đây là model loa Bookcell Silver 100. Về cái dòng sản phẩm Silver của hãng thì họ phát triển qua rất là nhiều đời. Tuy nhiên thì năm 2021 họ có tung ra cái thế hệ loa 7G. Trong cái hệ sinh thái loa 7G thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cái cặp loa cột, những cặp loa Bookcell và thậm chí có cả loa center cũng như là cả loa sub để các bác có thể phối ghép thành một hệ thống xem phim 7.1 hoặc 7.2. Ngày hôm nay thì bên em về được một bộ loa monitor 7G hàng lướt. Bình thường cặp này sẽ bán với cái mức giá đâu đó khoảng 14 đến 15 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay thì em sale off cho các bác cặp này thùng xốp khoảng 98% với cái mức giá là 11 triệu các bác nhé. Và chỉ có một cặp duy nhất thôi các bác nhé. Chỉ có một cặp duy nhất Silver 7G thôi. Các đặc điểm thực sự ấn tượng ở trên cái bộ sản phẩm loa Bookcell Monitor Audio Silver 7G phiên bản 100 này, đó là cái đầu tiên, đó là cái bass đường kính của nó là bass đường kính khoảng 15 đến 16 cm. Cái thứ hai nữa đó là nó sử dụng một cái vật liệu vân gỗ rất là đẹp. Cũng không hiểu là monitor họ đã áp dụng cái công nghệ gì để làm cho cái bộ sản phẩm này nó sở hữu một cái vân gỗ rất là đẹp. Các bác có một cặp loa với cái vật liệu là gỗ MDF, tuy nhiên họ vẫn nạm được một cái lớp gỗ thịt, gỗ thật bên ngoài, trông rất là chi tiết và đỉnh các bác nhá. Các bác nhìn cái vân gỗ của họ làm này, không có một cái điểm gì để chê cả. Một cặp loa này thì cũng đầy đủ hai vế căng, thậm chí nó có cả thùng xốp em đang để ngoài kia. Hàng đã qua sử dụng các bác nhá. Mức giá là 11 triệu cho một cặp.
Bass đường kính cũng khoảng 18 cm và được thiết kế với cái đường kính, với cái gọi là cái hình thái của một quả bóng chơi bác chơi chơi gôn ấy, một quả bóng gôn gót ấy. Chép đôm đường kính 2 cm được bảo vệ bởi một lớp e căng rất là kỹ. Bên này thì các bác cũng sẽ có một vế loa cực đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy góc cạnh thì không có cấn cạnh hay là sức răm gì cả đâu. Màng loa được làm bằng nhôm aluminium thì phải, em nhớ không nhầm. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Phía sau đây, phía sau thì các bác sẽ có thông tin của loa là Silver 100 thế hệ 7G, được chơi dạng BY 2 cầu, trở kháng 8 ohm, công suất 120W, một trong những mức trở kháng tương đối cao. Còn về phần nguồn phát ngày hôm nay thì em đang lựa chọn hệ thống Lick Stereo 130 cùng với chiếc CDT để kết nối, nó tạo ra một cái hệ thống full gỗ màu walnut rất là đẹp. Cặp này thì các bác chơi ở trong không gian khoảng 30-35 m² và các bác chơi dòng nhạc gì cũng được các bác nhá, rất là hay. Là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tầm trăng vàng mà dạo không thấy tìm em. Giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió biết sao nàng vui dân thân trên. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoại ô đây con đường tầm trăng vàng mà sao không thấy nàng tìm em. Giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương trên chiến. Ngàn sóng gió biết sao nàng vui dân thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thương xé nát con tim. Con gặp nhau em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ con gặp nhau. Một cặp loa rất là
là hay, chơi nhạc bolero trữ tình rất là nhuyễn các bác nhá. Mức giá siêu hợp duy nhất một cặp là 11 triệu. Bác nào quan tâm tới bộ sản phẩm này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào.